quản lý vốn và kiếm tiền trong thị trường downtrend. Đầu tiên là quản lý vốn, thứ nhất bạn phải kỷ luật. Hiểu đơn giản là việc xác định rõ điểm chốt lời, TP và điểm cắt lỗ, stop loss trước khi mở vị thế và phải tuân theo nó. Thứ hai là bạn đừng giao dịch quá hung hăng. Điều này bao gồm việc ra vào lệnh quá ngẫu nhiên, sử dụng đòn bẩy tùy ý. Nên nhớ là chỉ cần một cú flash crash thôi là đủ để bạn nhận được email của sàn đó. Bạn cần phân chia vốn hợp lý, ví dụ không nên đầu tư bằng tiền đi vay mượn, bạn không nên dùng nhiều hơn 15% số tiền tiết kiệm để vào thị trường, và trước khi mở bất kỳ một lệnh nào thì bạn cần tính toán trước rủi ro của nó, và cuối cùng là tổng vốn giao dịch của bạn là một yếu tố để xác định giới hạn tối đa cho kích thước của một vị thế. Lên danh mục đầu tư hợp lý như thế nào? Khi thị trường downtrend thì mình nghĩ bạn không nên mạo hiểm đầu tư vào những shitcoin, coin rác vốn hóa thấp. Đối với những coin top, coin tiềm năng thì bạn có thể dành 20-30% tổng số vốn để mua cho mình một ít để chuẩn bị cho đợt bull run có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Cách thứ hai là short selling, bán khống. Ví dụ, giá của Bitcoin vẫn đang trong đà giảm, bạn có thể thực hiện bán khống short Bitcoin. Khi giá tiếp tục giảm sâu, bạn đóng vị thế của mình và mua lại với giá rẻ hơn, từ đó thu lại lợi nhuận từ khoản chênh lệch. Lấy một ví dụ dễ hiểu, đó là bạn mượn điện thoại của một người bạn của bạn và bán nó trên chợ với giá 500 đô, tức là lúc bạn mượn, bạn đang có 0 đô và khi bạn bán trên chợ, bạn thu được 500 đô. Sau đó, giá trên thị trường giảm từ 500 đô còn 350 đô. Thì lúc này bạn sẽ mua lại một chiếc điện thoại y hệt với giá 350 đô và trả lại cho người bạn của bạn. Vậy thì bạn có lời từ khoản chênh lệch giá là 150 đô, tức là ban đầu từ 0 đô, bây giờ bạn có 150 đô. Lưu ý khi bán khống short selling, đó là phân tích kỹ thuật, bạn nên tìm các điểm hỗ trợ kháng cự bằng cách nghiên cứu chặt Bitcoin. Thứ hai là phân tích cơ bản, bạn nên hiểu tâm lý thị trường và phản ứng của các nhà đầu tư dựa trên một số sự kiện đang diễn ra. Cách thứ ba đó là bạn đầu tư vào những token đi ngược thị trường. Đôi khi sẽ có một vài token trên thị trường đang thách thức bear market. Khi mọi thứ đi xuống, những token này dường như muốn đi ngược lại xu hướng, thì anh em có thể phát hiện ra token có hoạt động bất thường so với trend bằng cách theo dõi chặt chẽ thị trường và so sánh các mẫu giá. Thứ tư là swing trading. Các trader có kinh nghiệm thường sẽ tăng portfolio của họ trong giai đoạn này bằng cách mua nhiều altcoin giá thấp và bán chúng khi chúng đạt đến đỉnh của xu hướng. Lợi thế của swing trading này là giảm tần suất vào lệnh, từ đó giảm áp lực mà thị trường đang gây ra. Đồng thời thì nó có thể bắt được những con sóng lớn với lợi nhuận lớn của market. Thứ năm là bạn có thể kiếm thêm thu nhập từ những kèo airdrop. Thời gian downtrend là lúc người dùng giảm bớt sự quan tâm dành cho thị trường và dự án. Vì vậy, airdrop là một cách để thu hút người dùng với mục đích là marketing cho sản phẩm và dự án. Và các hình thức airdrop phổ biến có thể kể đến như là retroactive, làm các test khi mà bạn tham gia event như là join Telegram của dự án này, join Discord, follow Twitter để nhận airdrop. Cách thứ ba là hold các native token của dự án. Cách thứ sáu là bạn có thể chuyển sang nguồn thu nhập thụ động. Thứ nhất là cho lending, tức là cho vay crypto và thu lãi tùy theo kỳ hạn. Ví dụ trước mình có làm một video cho lend USDT ở trên sàn KuCoin và những nền tảng lending nổi tiếng như là AV, MakerDAO, Compound, và các bạn có thể lending trên các sàn giao dịch như là FTX này, Binance, MEXC, KuCoin vân vân. Hoặc là bạn có thể staking là giữ và khóa một lượng coin nhất định để nhận được phần thưởng là staking reward. Nhưng mà rủi ro đó là đặc biệt khi thị trường biến động mạnh sẽ rất là dễ gây ra sự trượt giá. Hơn nữa thì khi các đồng coin được min ra, nguồn cung của chúng bị pha loạn dẫn đến lạm phát. Vì điều này cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế mà bạn nhận được. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng quên follow TikTok của Coin68TV nhé.